Hello, xin chào các cô bác, các anh chị, các bạn và các em. Good morning, CC nó nghe nè. CC bán hàng ban đêm, 6 giờ sáng, có khi 7 giờ, có khi 8 giờ sáng CC mới ngủ. Theo giờ của bên Mỹ là tại vì CC phải bán hàng cho bên Việt Nam và bán cho các bạn ở các nước. Cho nên là CC mong rằng các chị em ở Mỹ, các chị em muốn mua gì hay là các chị em có câu hỏi gì thắc mắc, hoặc là chẳng hạn như CC gửi đồ cho các chị em là CC luôn luôn gửi cái tracking number ở trên cái gói hàng đó. Thì chị em nào biết thì cứ việc bấm vào coi, còn không biết thì hãy nhắn một cái tin nhắn cho CC là CC ơi, đồ chị chưa nhận được, hay là chị CC, đồ em chưa nhận được, hoặc là vân vân. CC ngủ dậy là 3 giờ chiều. Rồi CC phải đi uống cà phê và đi đón cháu ngoại CC đi học về. Sau đó CC đi shopping. Cái giờ làm việc của CC thường cái giờ chính là khoảng 7-8 giờ tối là CC mới bắt đầu làm việc. Là tại CC tính như vậy nè. Cái giờ 7-8 giờ tối ở bên CC là các bạn ở bên Việt Nam cũng đã ngủ dậy, và các bạn ở bên các nước thì chắc cũng có thể có người thức. Nhất là các bạn ở bên Mỹ thì cái giờ đó 7-8 giờ tối là giờ các bạn chuẩn bị đi làm về, về nhà ăn cơm, tắm rửa. 8-9 giờ tối là các chị em có thể xem được YouTube của CC. Và thí dụ ở bên Cali cách CC tới 3 tiếng đồng hồ thì giờ đó cũng là giờ chuẩn bị cho các chị em vào buổi chiều. Thành ra CC chọn cái giờ đó là nó tiện nhất cho tất cả các bạn, kể cả nước Mỹ và cho tới các bạn trên thế giới. Cho nên là các chị em muốn nhắn cái gì mà ban ngày á, các chị em cứ nhắn, để cái tin nhắn đó đi. Thì chiều tối gì đó CC sẽ xem lại. Hoặc là thí dụ như CC đang ngủ nè, UBS tới giao đồ mà CC phải ký nhận, họ bấm chuông, CC phải xuống để ký nhận, CC sẽ cầm cái phone để coi những cái tin nhắn. Thì có cái CC sẽ trả lời liền và có cái CC không trả lời liền được. Là tại vì thứ nhất là mới ngủ có vài tiếng, đầu óc mình nó chưa có bình thường, mà những cái câu hỏi nào mà nó liên quan tới chẳng hạn như chị ơi em chưa nhận được đồ, hoặc là chị ơi thế này thế kia thế nọ, thì CC không thể nào mà trả lời được. Là tại vì đâu có suy nghĩ gì được đâu mà trả lời. Phải cho CC ngủ rồi uống cà phê, rồi phải thật sự là ok thì CC mới có thể trả lời được những câu hỏi đó. Với lại đừng có gọi CC. Nói thiệt đó, gọi CC, CC mất ngủ. Trên giường CC là không bao giờ có phone, không có cái gì điện ở trên giường CC hết. 5-6 giờ sáng cầm cái phone làm việc, edit video mà ngủ gục như vậy nè, ngủ gục như vậy nè, ngồi ngay tại bàn làm việc mà như vậy đó. CC làm việc như vậy đó, các bạn làm nhiều lắm. Đó, rớt cái phone luôn. CC nói thiệt đó, CC đó là xài phone xịn không đó các bạn, mua tiền mặt không đó, rớt bể hoài, đâu có mua bảo hiểm đâu, tại không có muốn mua bảo hiểm, là như vậy đó. Chứ không phải là CC xài đồ cà na xí muội đâu, không có. Thành ra đó là CC rất là mong các chị em, tại vì CC không nói thì các chị em không biết, cho nên các chị em hãy nhớ dùm cho CC là 7 giờ tối CC mới làm việc, các chị em ở Mỹ. Còn ban ngày đó lúc nào rảnh các chị em cứ việc nhắn tin nhắn vô đi. Tới chiều tới tối CC mở ra coi thấy một đống tin nhắn luôn, CC vui mừng lắm. Là CC sẽ trả lời từng người, từng người, từng người một ha. Rồi CC biết là CC phải làm gì. Đó. Còn sáng sớm gọi CC để check cái này, rồi giận, rồi la, rồi này 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 nọ nọ, thì CC không có chịu được như vậy, khó chịu lắm. Điển hình là ngày hôm nay nè, mới ngủ có 3 tiếng đồng hồ thôi. Bây giờ CC nói thiệt đó, CC bần thần luôn á. Nhưng mà lỡ rồi, lỡ dậy rồi, không chịu nổi luôn, phải dậy luôn. Đó, cho nên nè, đâu có đi mua nổi ly cà phê đâu. Gọi con gái, con mua giùm cho mẹ đi. Tại bây giờ mẹ vẫn chưa có, giống như là mình thiếu ngủ đó. Thì các bạn biết thiếu ngủ là rất là nguy hiểm đúng không? Không có lái xe đi luôn á. Con CC phải đi mua về cho CC ly cà phê nè, uống tỉnh,
rồi bắt đầu làm cái video này một chút, rồi lại đi shopping nữa. Đi như vậy đó, đi thì may ra mình không buồn ngủ, nhưng mà ngồi xuống một cái là ngủ, bảo đảm. Tại vì mới ngủ có 3 tiếng rồi mà, sao chịu cho nổi. Bây giờ mời nè, mời cả nhà uống cà phê. Thì bây giờ để CC trả lời cái câu hỏi của cô em này ở bên Việt Nam. CC không biết là em lớn tuổi hay nhỏ tuổi, CC không có biết ha. Em nói rằng là mấy má ở bên Mỹ làm tiền cho cố vô, mua một cây son xịn cũng không dám mua. Nổ quá à, xạo quá à má. Thì bây giờ chị nói em nghe nè, em kêu chị là má đúng không? Thì chị sẽ gọi em là con. Con ơi, má nói cho con biết nè, không phải là má không có tiền mua, nhưng mà má mua nhiều lắm, nhưng mà má không có xài. Má có tới gần cả 100 cây son đủ các loại. Má đã biết vì sao mà con nói như vậy, là tại vì cái cây này nè, má được cái cô thợ ở tiệm nail con của má làm, cổ tặng cho má tới 6 cây. Má không có xài hết, cho nên là má đã tặng lại cho khách hàng của má. Đây, cây son này. Đây là cái đầu chì. Đây là cái đầu son. Má thấy là cái màu son nó quá đẹp, má được cái cô thợ đó cho tới 6 cây. Thì má mở một cây ra má xài, má thấy cái màu này má thích nữa, đúng ý má luôn, cho nên má lấy má xài. Còn 5 cây kia má không biết là màu gì, mà thật sự má cũng không có thấy được là ở đâu made in của nước nào cái cây này. Tại vì cái hộp má giục rồi, mà trên cây son này nó không có ghi. Nhưng mà má xài má thấy đẹp quá trời đẹp luôn. Má xài nè. Đây, má xài má thấy đẹp quá luôn, cho nên bây giờ ngày nào má cũng xài, ngày nào má cũng bỏ trong giỏ má mang theo. Trong khi má có nè, Chanel nè, má có cả chục cây Chanel như vậy. Chỉ là son bông, không những loại này mà loại cây son thấp luôn. Má có YSL nè, đồ thiệt không nha, chứ không phải đồ dởm mua ở trên mạng đâu nha. Má có Dior nè, má có cả chục cây Dior, cả chục cây YSL Chanel này nè. Loại này không, má có cả chục cây. Loại Chanel chay ngắn á, má có cả mấy chục cây. Má có nhiều lắm. Và luôn cả cái cây này nè, lúc má chưa bơm môi đó, má cần xài để đánh cho cái môi nó vều lên, cho nó dày lên. Má mua 70-80 đô một cái cây này nè để má xài. Nhưng mà bây giờ má bơm cái môi của má rồi, cho nên má không có xài cái cây này nữa. Còn ở đồ xịn nè, má có nhiều lắm mà đồ thiệt nè. Nhưng mà vì cái cây này người ta tặng cho má, má thấy đẹp cho nên má mới tặng lại cho các chị em của má ở bên Mỹ này. Vậy đó, vậy mà em nỡ lòng nào em nói như vậy. Má nói ra như vậy là để cho em hiểu được cái gì má xài, má thấy đẹp má mới bán hoặc là má mới tặng. Em không có ở Mỹ em không có biết. Cái gì mà đẹp là người ta mua, chất lượng là người ta mua. Má không biết cái cây này là của nước nào, cho nên lúc đó đó thì má nghĩ rằng là của China. Thì má cũng nói này chắc của China. Nhưng mà bây giờ má hỏi lại cái cô đó của cho má rồi, cô nói là không phải, cái này là của Korea, made in Korea.
Mặc dầu là trên mạng xã hội có bán đầy luôn 2, 3 đồng, 4, 5 đồng. Mà cô này đó cũng nói đó, cũng mua cái này đó là 7 đồng lẻ 1 sen một cây. Cô thấy đẹp quá, cô mua lúc mấy chục cây luôn. Đó thì má ra tiệm, má thấy, má hỏi thì cô tặng cho má. Là tại vì con của má là chủ tiệm nail, cho nên chắc người ta cũng muốn làm quà cho má. Chứ không phải là những người ở bên Mỹ không có tiền để mua những cây son mà như vậy đâu. Ai cũng có hết đó. Không những họ có 10 cây mà họ có cả mười mấy, hai ba chục cây. Những cái này nè, tại vì có thể em ở Việt Nam, em cho những cái này nè là nó quan trọng lắm, phải giàu có, phải có tiền thế này thế nọ thế kia mới có thể xài được những cái loại son hàng hiệu như là Dior, Chanel, YSL vân vân. Tại em nghĩ thôi, tại em không có tiền, em mơ ước em nghĩ như vậy thôi. Còn đối với những người ở bên Mỹ, những cái cây son hàng hiệu như vậy là bình thường, ai cũng có hết. Chẳng qua vì họ không thích cái màu này, họ không thích cái hiệu này, họ không mua. Mà em nghĩ làm sao mà em nói mấy má ở bên Mỹ này nè, nổ quá, xạo quá. Không có tiền mua một cây son xịn, phải xài cây son dỏm có vài đồng bạc. Em coi video cái kiểu gì vậy? Nếu mà em coi video mà em không hiểu cái tiếng Việt luôn thì em đừng coi nữa. Em kiếm những cái kênh nào của thế giới nước ngoài đi em coi. Chị không hiểu làm sao mà em viết như vậy nữa. May là chị không có đọc bình luận, bé Rô nó đọc mà nó cười ngất ngư luôn. Nó nói cô ơi, con nói cô nghe này nè, nhưng mà cô cần phải làm một cái video này đi, cô mới có một đứa con nữa kìa. Thì bắt đầu á là má nghe má mới cảm thấy tức cười, ủa gì vậy, ở đâu con ở đâu. Thì bây giờ cháu kể cho cô nghe nha. Nói rồi thế là bé Rô nó kể thì CC mới nghĩ rằng là cái bình luận nó còn không để cô coi. Thì nó nói con delete rồi, cổ viết dài lắm nhưng mà con có chụp hình lại. Thì bé Rô nó mới nói nè, đưa cái phone cho CC đọc. CC tức cười quá cho nên là CC mới muốn làm video này để CC nói với em. Tại vì em kêu CC là má thì dĩ nhiên CC phải gọi em là con ha, không có trách CC cái vụ đó được. Và CC không hiểu tại sao mà em xem video như thế nào mà em lại nói rằng là mấy má ở bên Mỹ này là nghèo tới mức độ không có tiền mua được một cây son xịn nữa. CC nói em nghe nè, những người ở bên Mỹ đó họ làm họ kiếm ra tiền để họ hưởng thụ. Bên Mỹ đó em cứ đi làm là em có tiền. Đồng tiền ở bên Mỹ họ trả cho em đúng với cái sức lao động của em. Có nhiều người họ thích show up, có nhiều người họ không có thích show up. Họ mua cả đống luôn, họ cũng không show, họ cũng không khoe. Chứ không phải là nghèo tới mức độ mà không có tiền mua được một cây son giống như em nói đâu. Em có muốn coi không? Bữa nào đó chị sẽ cho em coi cái đống son của chị. Mê lắm, thích lắm. Không phải mình chị đâu, bên Mỹ ai cũng có. Và họ có rất là nhiều thương hiệu còn nổi tiếng hơn là những cái thương hiệu này nữa. Trời ơi, chị không hiểu em xem video cái kiểu gì mà em phán như vậy nữa. Thiệt buồn. Không nên như vậy. Chúng ta xem video, xem YouTube là để chúng ta học hỏi. Cái nào mà em cảm thấy cái này được nè, mình học. Chứ đâu phải là xem video để chà đạp người ta, để ganh tị với người ta. Chị nói thật, nếu đó mà em nói về những cái cây son thôi, lời văn của em viết như vậy thì chị nghĩ một cây em cũng không có nữa. Em có thể có tiền để em mua những cái khác, nhưng mà những cây son như vậy nè, có vài chục đô một cây chứ nhiêu. Em không dám mua. Thường đó, cái gì người ta không có, người ta mới mơ ước, người ta mới muốn, người ta muốn nói. Còn cái gì em có rồi, em không bao giờ thèm nhắc tới cái đó. Giống như chị nè, chị rất là thích giày dép, guốc. Là tại vì chân chị không bao giờ chị mua được những đôi guốc cao. Chị tốn biết bao nhiêu tiền giày dép guốc, cuối cùng chị mở luôn cái warehouse bán giày dép guốc, từ đó chị không thích nữa. Chị nói thiệt, chị thích về quần áo làm đẹp nè, chị mở luôn hẳn một cái tiệm lớn luôn bán về quần áo, rồi hết thích luôn. Chị nói thật đó, chị là như vậy. Thành ra chị khuyên em đừng nên như vậy.
Không phải như người bên Mỹ họ không có tiền mua đâu, mà họ còn mua gấp bao nhiêu lần như vậy. Đọc cái bình luận của em mà buồn thì chị cũng không buồn, mà chị thấy sự hiểu biết em không có. Rồi, đó là những gì chị nói cho em nghe đó ha. Có gì muốn nói chuyện với CC cứ việc nhắn tin theo cái số phone ở dưới đây nè. Nói chuyện với CC đi. Em cần cái gì, em thích cái gì, em muốn cái gì, em muốn mua hay là em không có đủ tiền để mua mà em thích quá, chị sẵn sàng tặng cho em một món gì đó theo cái khả năng chị có. Chị là người rất thích tặng quà, chị nói thật. Đừng có như vậy ha. Mình là phụ nữ mà. Em để những cái sân si buồn, giận, ganh tị ở trong lòng em, sao em đẹp cho nổi? Vui vẻ yêu đời thì em sẽ xinh đẹp, và em sẽ nhìn thấy được phía trước em, trời ơi, là một bầu trời trong xanh tuyệt vời. Em sẽ đi tới đích những cái gì em muốn mua. Ai cũng vậy, cũng phải làm bằng mồ hôi, sức lao động, bằng trí óc của mình, đôi tay của mình mới có được. Nhưng cái đó là phải do sở thích của người đó, họ thích cái đó họ mới mua cái đó. Chứ bây giờ em thích Chanel mà người kia họ không thích Chanel sao? Giống như chị nè, chị có cả 100 cây son, những cái hiệu mà em nói đó, chị vẫn xài cây vài đô la người ta tặng chị nè. Đẹp không? Quá đẹp luôn. Theo cái số phone ở đây, nhắn tin cho chị CC. Chị CC ơi, em muốn mua cái này, cái này, cái này, cái A, cái B, cái C, cái này, cái này. Hoặc là chị CC ơi, em thích cái này quá nhưng mà em không đủ tiền mua. Rồi CC sẽ coi Facebook của em là như thế nào, YouTube của em là như thế nào, thật hay không thật. CC là người có giác quan thứ sáu ha. CC có thể đoán được các bạn đó. Ông trời cho cái tài năng đó. Vậy đó. Nhưng mà CC tặng cho các chị em bất kỳ cái gì nó phải vừa với túi tiền của CC mà CC có, CC mới tặng ha. Chứ không phải rằng là chị ơi em muốn cái giỏ LV, trời đất ơi CC còn chưa có làm sao CC có để tặng cho các chị em được nha. Chị em cần gì, cần CC mua gì, hoặc là trường hợp ngoại lệ là các chị em thích mà chưa có đủ điều kiện để mua, tí tí thôi nha, không có nhiều đâu, chứ CC cũng nghèo như con mèo vậy đó. Nhưng mà CC sẽ làm được cho chị em đó, bảo đảm. Vài đô la, vài chục đô la, ok. Mỗi tháng tặng cho người hai người vậy đó là niềm vui mà, đúng không? Thành ra nhớ nè, nghe lời chị dặn, phụ nữ đừng có đi chê bai người khác ha, làm vậy mình mất đẹp đó. Em còn trẻ dĩ nhiên là em phải đẹp, nhưng mà tụi chị nè lớn tuổi lắm rồi, già lắm rồi, nhưng mà tụi chị cố gắng làm cho tụi chị xinh đẹp đó mà em đang có. Em đang có cái đẹp cho nên em phát huy cái đẹp của em ra đi. Em còn trẻ dĩ nhiên là em phải đẹp rồi. Đừng làm cho mình già đi. Em cứ để những cái buồn phiền trong lòng em, những cái sân si, những cái ganh tị, những cái mà với người này người kia như vậy em sẽ mau già. Trong khi tụi chị là già rồi, lớn tuổi rồi, tụi chị muốn được làm những cái gì cho tươi trẻ nè. Mà em có cái trẻ, cái đẹp mà em không biết giữ, tiếc quá. Rồi, đó là những gì chị trả lời với em trong video này ha. Rồi các tình yêu của CC ơi, bây giờ tới phiên chúng ta nè. Đây, sáng uống 2 viên, chiều tối uống 2 viên. Loại này nó chỉ làm cho chúng ta trị nám, tàn nhang, đồi mồi, nhưng nó không hết nha. CC nói không hết. Chúng ta lớn tuổi rồi thì những cái đó nó sẽ phát ra. Thì đây là cái nó làm cho chậm chậm những cái đó lại. Thì thí dụ nha, thay vì 10 ngày nó phát ra thì các bạn có uống thuốc giảm nó lại thì có thể là 20 ngày, 30 ngày nó mới phát ra. Đây là lời nói của bác sĩ của CC chứ không phải của CC nha. CC mà những cái thuốc men là CC phải qua ổng hết trơn à, học thuộc lòng những gì ổng nói luôn. Thành ra đây là chai thuốc uống vào sáng 2 viên, tối 2 viên. Nó giúp cho chúng ta chậm lại nám, tàn nhang, đồi mồi, nhất là đồi mồi. Tại vì CC bị cái tay đồi mồi, CC ghét quá. Đó thành ra ông bác sĩ CC mới nói rằng là
CC uống cái chai thuốc này, hãy nghĩ tới cái đồi mồi nó chậm phát triển. Còn tất cả mọi thứ gì mà các bạn thấy trên da thịt chúng ta bị là nó đều do cái tiết tố ở trong người của chúng ta. Các bạn còn trẻ, các bạn vẫn bị nám, chứ không phải là không. Không phải là lớn tuổi rồi mới bị nám đâu, trẻ vẫn bị nám nha. Thành ra chúng ta uống để chúng ta ngăn chặn cái sự lão hóa lại, nó chậm lại cho chúng ta. Thay vì 10 ngày nó phát ra thì bây giờ có thể 20-30 ngày nó mới phát ra, mà nó sẽ lợt, chứ nó không có hết. Cái đó trong máu mình sao mà hết. Cái loại này và cái collagen chai nước chúng ta uống vào nửa đêm nó hoàn toàn khác nhau nha các bạn. CC nhấn mạnh nha, cái này và cái chai nước chúng ta uống hoàn toàn khác nhau. Các bạn đừng có nghĩ rằng là ok, uống cái chai này khỏi uống chai kia, không có. Cái chai mà CC uống hàng đêm trước khi đi ngủ đó, nó làm cho chúng ta đẹp da, tươi trẻ, năng động. CC là người thiếu ngủ trầm trọng mà vẫn tươi, vẫn vui. Vì chính cái collagen đó nó giúp cho các bạn có năng lượng tích cực. Nói thật đó. Chứ CC đó là làm việc nhiều lắm. Nội các bạn đi shopping đó mà các bạn đi được từ sáng tới tối mà không bao giờ ngồi nghỉ chân không? Bạn có đi được giống CC vậy không? Chắc chắn là không. Con CC mà đi không lại luôn. Mẹ mẹ không biết mệt hả mẹ? CC nói không, mẹ không biết mệt. Khỏe đến như vậy đó các bạn. Cho là 4 giờ chiều là CC đi shopping. CC đi tới khi nào mà mall nó đóng cửa luôn. Còn đi ăn nữa rồi còn về nữa. Ngày nào CC cũng đứng và đi bộ 8 tiếng đồng hồ, không ngồi xuống nghỉ. Mỗi ngày luôn. Về một cái là làm việc cho tới 6 giờ sáng. Là lại ngồi không mà không có đứng. Có bạn nào làm việc được như CC không? Các bạn làm việc đứng nè, ngồi nè, rồi có thể ngồi nghỉ ngơi khi vắng khách. Nhưng mà CC là không. Làm từ 4 giờ cho tới 6 giờ sáng luôn. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. CC 15 tiếng đồng hồ làm việc liên tiếp luôn. Làm từ 4 giờ chiều cho tới 10 giờ đêm. Là đi, 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 không ngồi nghỉ chân dù là một phút. 10 giờ đêm về tới nhà là lúc đó ngồi bàn làm việc, không đứng lên luôn, ngoại trừ khi nào mà đi restroom. Từ 10 giờ đêm làm việc cho tới 6 giờ sáng, tắm rửa lên giường nằm ngủ là 7 giờ. Đó là giờ giấc làm việc của CC. CC không có collagen mà nó thấm ở trong người CC 10 năm nay, sao CC làm nổi các bạn? Không nổi đâu. CC có 95 pound à, mảnh mai lắm. Mỗi lần đóng thùng hàng cho các bạn mấy chục pound, trời ơi, làm không nổi luôn, đuối luôn đó. Nhưng mà vẫn làm được. Thật ra để CC nói nha, chai thuốc này và cái collagen, cái chai uống á, mỗi đêm hoàn toàn khác nhau ha. Cái chai đó uống vào giúp cho các bạn đẹp da, khỏe mạnh, tươi trẻ. Và nó lấy cái shape body trên người các bạn lại. Những cái gì mà các bạn ăn uống ban ngày nó động lại, tới đêm nó giống như là nó nghiền nát ra, nó hòa tan ra hay nó gì không biết. Giống như là đêm nó không biết diễn tả luôn. Thì ban ngày chúng ta ngủ dậy đó, chúng ta đi tiêu đi tiểu, nó sẽ ra hết. Thành ra CC nè, cà phê Starbucks ở trên này là một khúc cream, không có ai dám ăn đâu, ai cũng sợ mập. CC múc hết cái cream đó, CC ăn. Honey nữa, vừa béo vừa ngọt. Một ly luôn, có khi hai ly luôn. Đó, rồi CC ăn tóp mỡ đó, da heo đó, nguyên một bịch bự như vậy nè. Lúc nào cũng mua bỏ trên xe, lái xe đi xa mệt quá lấy ra nhai cốp 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 vậy đó. Ăn french fry, dầu mỡ không, không có mập gì hết. CC đụng cái gì ăn cái đó. Không có kiêng cử, ô cái này mập lắm, cái này sợ lắm, cái này nó với CC là không có. Khi đi bộ nhiều, collagen mà mỗi đêm đó, cái chai nước đó, nó giúp cho CC lấy ra hết tất cả những cái gì mà ban ngày CC ăn đó. Vậy đó, người CC da dư thì có mà mỡ dư thì không. Làm video này xong rồi đó, đi shopping mua đồ nè, chứ giờ cũng đâu ngủ lại được nữa đâu. Chắc đi ngủ gục luôn. Hy vọng rằng đang lái xe đừng ngủ gục.
Bữa nay đi cái mall hơi sang chút để tìm đồ mua cho mấy chị. Ngày hôm qua đi hai cái mall gần rồi, không có mua được. Mấy cái áo mà mấy chị thích không có mua được. Thì bữa nay đi cái mall sang chút, uống hai viên nè. Để CC nói nè. 26 26 hũ ha. 26 hũ nhưng mà có khoảng mười mấy chị mua thôi. CC bán cho các chị là CC bán chai này nè, 240 viên. Một ngày uống 4 viên, tức là các chị em uống được 2 tháng. Nhưng mà bây giờ có cái chai nhỏ nè. Cái chai này lâu lắm rồi, hết hàng rồi. CC thật sự là thích mua cái chai nhỏ, không có thích mua cái chai lớn, nhưng mà vì nó không có chai nhỏ phải mua chai lớn. Thì bây giờ chai nhỏ đã có rồi. Chai nhỏ là 120 viên. Chai nhỏ lúc nào nó cũng sẽ đắt tiền hơn cái chai lớn. Là vì sao? Vì nó bị cái hộp, nó bị cái chai. Các chị em nào mới trả tiền trong cái tuần này là chưa có hàng. Đây là tiền các chị em đã trả 2 tuần trước rồi. Đây. Còn 2 tuần sau trở về đây thì chưa có hàng đâu. Video tới đây thôi. CC đi shopping nha. Tại vì sao? Không đi ngồi nói là lát ngủ gục nữa đó. Bây giờ bắt đầu mắt muốn nhíu lại nữa rồi nè. Mới ngủ có 3 tiếng hả? Đó, uống cà phê nè. Mà giờ cũng không có mở mắt lên nổi luôn. Nhưng mà thôi kệ, cứ đi đi. Đi shopping thì mắt nó sẽ mở ra được. Giờ CC đi nha. Bye bye. I love you.